Hello, chào các bạn. Và đây là chiếc Toyota Vios nha. Chiếc này nó đang kêu cái dây Coro ở phần dây Coro tổng đó các bạn. Khi mà mình nổ máy lên nghe nó kêu đây. Kêu két 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 nè. Cái này mình đang cầm máy nó nổ đó để cho các bạn nghe cái tiếng kêu của nó nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thay cái dây Coro của nó nha. Nói chung là cũng rất là đơn giản thôi, không khó gì. Nghe tiếng kêu của nó đây. Cái dây thì đã lấy về sẵn rồi nha các bạn. Bây giờ chỉ có việc thay vô thôi nha. Giờ mình sẽ lên tắt máy xe. Kênh của mọi kênh là anh bà mà không được sao? Dạ, để lát nữa em ba chỉ cho. Trước tiên thì mình phải mở cái bình ra trước nha các bạn. Tại vì làm đến cái phần mà dây Coro rồi cái dạng ở phía trước á, nếu mà phải mở cái bình ra cho nó an toàn nha. Nên mở cái bình ra cái đây. Đây cái sơ đồ dây Coro của nó đây các bạn. Từ khúc máy qua bên chỗ cái con bi tăng nha, bi tăng rồi tới đầu máy phát dynamo xuống cái bơm nước rồi bắt đầu xuống dưới cái máy lạnh nha. Nó chạy vòng tròn vậy. Bên đây thì ngay chỗ cái con bi tăng đây, nó có một cái chỗ để mình bỏ cái cờ lê 14 nha các bạn. Mình đè nó xuống nha là lấy được cái dây nha các bạn. Nó cũng dễ thôi. Anh qua anh đè cái cờ lê 14 cho em. Xuống đây rồi. Rồi đúng rồi, đè xuống. Đè xuống. Đè đây, đè giữ nha. Rồi, thả đây. Cắm tay không? Lẽ ra mình sẽ bỏ cái dây mới vô nha. Đơn giản mà. Dây của nó đây các bạn. Chai nước hết rồi nha. Nước dây hết rồi nè. Rách luôn rồi. Ừ, rách luôn. Rách dây luôn rồi. Rách dây luôn. Sắp đứt rồi nha. Sắp đứt rồi. Đó. Mén tới nơi đứt rồi. Dạ. Đứt luôn rồi. Đứt luôn rồi. Dây gì mà nó muốn một cái dây luôn. Xé ra luôn. Nên nó kêu này. May ghê không chạy lên lắc nữa là đứt dây luôn. Rồi đứt dây rồi nha. Giờ lấy dây mới bỏ vô nha các bạn. Ghê thiệt. Một sạch nó trùng cái trùng dây này nó trùng quá rồi. Kêu, nó kêu khi mà nó rửa xe nó kêu anh không biết hả? Không phải anh biết, nó chạy một hai ngày hôm Tết này là anh biết mà. Anh bảo là đâu chạy đâu. Dạ, sẵn kiểm tra mấy cái bà đạn bi lăng rồi nha các bạn. Rồi, nó dập rồi. Đây là thay rất là đơn giản. Kéo cái tăng xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ dây vô nha. Âm con nó kêu con heo dưới á. Xe gì nè? 16 chỗ hả? Âm con là đạp vô là nghe nó kêu ở dưới. Kích ở dưới con heo ở dưới gầm á. Mà nó nặng lắm. Đạp nặng lắm rồi. Dưới cái mà thắng tay á. Thả thắng tay rồi mà vẫn còn đỏ. Vậy chắc anh phải chạy xe ra em kiếm tra kìa. Rồi. Có gì kiểm tra cái phục trước hơi kỳ. Mua cái này lâu lắm rồi chưa tạo. Dạ. Cái này tập trước thì cũng sao. Dạ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái dây Coro vô các bạn. Dây của nó đây 6BK1150 nha. Cái này đã lồng cái dây vô rồi nha các bạn. Thì bây giờ sẽ để cái tăng cho cái dây nó vô nha. Chạy dây vô đây.
rất là dễ dàng, đúng không? Sau cái cầm tăng nó lỏng lỏng này lắc à, cầm tăng muốn bể cầm tăng à, cái cầm tăng này nó muốn rơ, nó muốn bể cầm tăng. Bữa nào đặt đặt cái cầm tăng, cái cầm tăng đưa kìa, nó siết chặt lại không, cái cầm tăng nó vậy ra, ở trong nó có một cái dây vàng này, là so bạc ở trong á, nhúng lên lắc 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 thôi. Mà cái này do cái bạc nó thay, cái bạc này thay cái cầm tăng khác à, mua cái loại gì chính hãng nha, xài nó mới được chứ không à. Rồi tháo ra cái nó bị dơ hay sao. Rồi sau khi cho dây vô hết rồi thì mình phải kiểm tra lại một lần nữa coi thử mấy cái dây nó sập rảnh hết nha, chưa nha các bạn, cái dây nó sập rảnh hết chưa, rồi bắt đầu mới bắt cái bình nổ máy nha. Ở dưới này nó chưa vô rảnh nè. Để cái tăng sửa cái dây lại cái bật đạn, cái tăng nó bị dơ rồi sao? Đây cái bật đạn nó chưa sập rảnh nha. Cái bật đạn nữa không? Cái đó nó xài cái bạc có là sao ở trong đây bị cái đặt bên cốc máy hả? Thấy chưa, phải cho dây nó vô rảnh hết nha các bạn, chứ không nổ máy lên nó sẽ hư dây nha. Nhìn lại lần nữa coi. Rồi, ổn định hết rồi. Rồi, qua bắt ông này đây. Rồi, lên đầu máy đi. Rồi, đây đây. Rồi, được rồi. Thế máy rồi nha các bạn, lên máy cho nổ rồi. Cái tăng nó cũng yếu nha, anh lấy sẵn cái tăng về để anh lấy tăng rồi. Nhưng mà cái tăng nó bị vàng, nó muốn bể bạc, nó yếu rồi. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cái chiều các bạn đã quan tâm và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. YouTube à? Ừ, lên YouTube. YouTube đâu có được không? Có, anh lên đây. Tặng một chuyện sửa xe. Sửa chữa ô tô những gì? Đúng rồi. Đây, cái dây của nó đất đây các bạn. Một dây luôn vậy. Cái dây này anh chạy bao nhiêu ngàn anh? Chạy là cũng có một xe dữ vậy à? Xài kỹ vậy. Rồi, video đến đây kết thúc nha các bạn.